Vào ngày đầu tiên của năm mới 2021, người dân và du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm lễ hội đường phố Carnival mùa đông, ngày hội sắc màu lần đầu tiên được tổ chức tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu, thành phố Hạ Long. Nổi bật là chương trình nghệ thuật hoành tráng kết hợp với trình diễn tàu du lịch, máy bay, dù lượn và diễu hành đường phố với sự tham gia của hơn 1.000 người mẫu, diễn viên vũ công. Công tác chuẩn bị cho sự kiện này đang được Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long và Tập đoàn Tuần Châu gấp rút hoàn thiện ngày hội sắc màu với chủ đề bừng sáng kỳ quan lan tỏa nụ cười hạ long dự kiến là một sản phẩm du lịch mới trong mùa đông đồng thời quảng bá những sản phẩm du lịch của tuần châu hạ long đến với đông đảo du khách